Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều đập trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review, giới thiệu cho quý vị một căn nhà góc hai mặt tiền như biệt thự mini. Nhà có vị trí ngay với ngã ba, thích hợp cho quý vị mua về để vừa ở, vừa mở văn phòng đại diện, văn phòng công ty, kinh doanh, buôn bán. Đây là trục đường phía trước của căn nhà. Nhà có đường phía trước và đường bên hông, lòng đường mỗi bên rộng 7m. Và vỉa hè mỗi bên là 3m quý vị nhé. Và đây là mặt tiền chính của căn nhà. Nhà có diện tích chiều ngang 5m, chiều dài 16m. Thiết kế một trệt và 3 tầng lầu trên cùng. Chủ nhà Lộc Ngói Thái. Đây là vị trí mặt tiền bên hông của căn nhà quý vị này. Bên hông thì được chủ nhà xây đua ra là hơn 6m. Và được chỗ cửa sổ cũng như là cửa đi rất là nhiều quý vị nhé. Một trục đường kinh doanh, buôn bán. Và trục đường bên hông đây thì ở đây thì có những cái quán nước, quán cà phê và bán thuốc tây, nhà nghỉ, khách sạn xích sang bên đây là những quán ăn quý vị nhé. Và đây là mặt tiền bên hông này. Phía sau đây có thêm lối thoát hiểm rộng tầm khoảng là 2m ở đây quý vị này. Ở đây có lối thoát hiểm rộng 2m ở đây quý vị nhé. Căn nhà một trệt và 3 tầng lầu. Đây quý vị. Nhà có vỉa hè bên hông thì mình tận dụng được vỉa hè bên hông. Mình có thể trồng cây cảnh, cây bonsai hoặc là để được xe hơi, xe ô tô của bên nhân viên cũng như là khách hàng. Nếu quý vị mua ở văn phòng đại diện, văn phòng công ty và kinh doanh buôn bán, mình có thể kê được rất nhiều bàn ghế. Mình bán cà phê, bán nước ở đây quý vị nhé. Và đây là mặt tiền bên hông của căn nhà. Công năng sử dụng căn nhà này gồm phòng khách, phòng bếp rộng rãi. Nhà này có 5 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng ở trên. Mặt tiền ở đây thì ở đây có bạt di động ở đây quý vị nhé. Ở đây là bạt di động này. Nhà ở đây thì có hai cửa. Cửa là cửa hai lớp quý vị nhé. Ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa kính cường lực quý vị. Nhà này rất thích hợp cho quý vị mua về để vừa ở vừa mở văn phòng đại diện, văn phòng công ty. Căn nhà này có địa chỉ tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí căn nhà này nằm gần với vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, gần với ngã 4 Bình Chuẩn, gần với chợ Đông Đô, chợ Phú Phong. Và đây là khu vực phòng khách quý vị nhé. Phòng khách thì được chủ nhà thiết kế khá là rộng rãi và thông thoáng. Đây quý vị, một căn nhà ngang 5, dài 16m, thiết kế một trệt và 3 tầng lầu. Mình cùng di chuyển trong đây là khu vực phòng bếp. Ở đây thì có một cái vách ngăn bằng gỗ được chủ nhà ngăn ở đây. Và trong đây là khu vực phòng bếp này. Bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới bằng gỗ thịt quý vị nhé. Khu vực bên đây thì mình để tủ lạnh size 3 size vừa luôn quý vị. Và ở đây có một bộ bàn ghế ăn 6 ghế bằng gỗ thịt luôn quý vị. Khu vực bàn ăn bên đây thì có cửa sổ quý vị nhé. Và ở trên khu vực bàn ăn đây thì có quạt trần kết hợp với đèn chùm ở trên. Phía cuối đây là khu vực lối thoát hiểm. Đây là khu vực hành lang lối thoát hiểm. Khu vực này thì mình có thể để được rất nhiều đồ, những cái vật dụng ít sử dụng tới. Ví dụ như những cây lau nhà thì mình có thể để ở khu vực phía sau đây quý vị. Quý vị nhìn lại khu vực phòng bếp một lần nữa, rồi mình lên lầu trên tham quan chi tiết ở trên. Căn nhà này đang được chủ nhà gửi bên Nhà Đất Hồng Sơn chào bán với giá 5 tỷ 250 triệu đồng, vẫn còn bớt. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ với Hồng Sơn qua số 0983 155 009. Hẹn gặp ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Bây giờ mời quý vị lên lầu trên, ta tham quan chi tiết ở trên. Quý vị đang có nhu cầu mua nhà tại Bình Dương, các khu vực như thành phố Dĩ An hoặc là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để trao đổi qua số điện thoại trên màn hình. Lên tới khu vực lầu trên, đây là phòng ngủ đầu tiên của căn nhà quý vị nhé. Trong phòng ngủ thì có đầy đủ nội thất từ giường, chăn ga, gối nệm cũng như là bàn làm việc,
kết hợp với bàn trang điểm, và bên đây là khu vực tủ áo kết hợp với kệ để vali túi sách quý vị. Và đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ thứ nhất của căn nhà. Một căn nhà được bố trí và thiết kế rất là đẹp, diện tích ngang 5, dài 16 mét, thiết kế một trệt và 3 tầng lầu. Ở đây thì có ban công, lan can ở bên hông, và lan can thì được chủ nhà làm sắt đúc rất là đẹp quý vị nhé. Xung quanh đây thì đang được xây dựng rất là nhiều đấy quý vị này. Những căn nhà này thì một căn, hai căn, căn này nữa quý vị nhé. Hồng Sơn mới quay YouTube cho quý vị xem được tầm khoảng là một tuần. Quý vị có thể vào kênh của Hồng Sơn là mình nhìn thấy được một tuần thôi. Tuy nhiên đã bán rồi, hiện tại đã đóng cửa rồi quý vị nhé. Và đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà này. Ở đây thì có khu vực kệ tivi, và bên đây là khu vực giường, chăn ga, gối nệm được đề co sẵn. Và khu vực bên đây là bàn làm việc kết hợp với bàn trang điểm và tủ áo. Kế bên là cửa sổ quý vị nhé. Nhà hai mặt tiền thì rất là thông thoáng. Bên đây có ban công này, và gió đang thổi bay cái rèm đây quý vị nhé. Nhà mở cửa ra rất là mát quý vị. Nhà hai mặt tiền, góc ngay với ngã ba. Quý vị đang xem, nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Và quý vị nhớ lưu video về cũng như là lưu số điện thoại của Hồng Sơn để đi xem nhà, alo trực tiếp cho Hồng Sơn để có giá tốt nhất. Lên tiếp khu vực lầu trên. Lầu trên này sẽ có phòng ngủ thứ ba và phòng ngủ thứ tư. Tuy nhiên hai phòng ngủ này thì không có nội thất quý vị nhé. Vách hai bên thì được chủ nhà sơn giả đá rất là đẹp. Ở đây có cửa sổ phía sau khu vực hành lang. Và ở đây có ban công phía trước ở đây quý vị nhé. Nhà hai mặt tiền thì phòng ngủ nào cũng có cửa sổ bên hông cũng như là lan can. Và đây là cái phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà quý vị này. Phòng vệ sinh thứ tư đây. Và đây là cái phòng ngủ thứ tư quý vị nhé. Phòng ngủ thứ tư, còn phòng thờ ở lầu trên nữa. Quý vị xem hết video, Hồng Sơn sẽ quay chi tiết cho quý vị xem. Phòng ngủ thứ tư có cái ban công sân thượng phía trước rất là rộng ở đây. Mình kê bàn ghế, ngồi uống trà, uống cà phê, trồng cây cảnh ở đây được quý vị nhé. Đây là cái sân thượng lầu trên rất là đẹp. Đây quý vị này, một khu vực ngã ba rất là quen thuộc khu vực này. Những căn nhà này thì bên Hồng Sơn có quay cho quý vị xem mới được tầm khoảng là một tuần. Tuy nhiên đã ra rồi quý vị nhé. Bây giờ mình lên tiếp khu vực lầu 3 để tham quan khu vực lầu 3. Quý vị có thể xem thêm trên Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage đều mang từ khóa Nhà Đất Hồng Sơn bán nhà Bình Dương. Hồng Sơn có đăng video ngắn tất cả những sản phẩm ở trên Zalo, Facebook quý vị nhé. Và đây là cái sân thượng ở lầu trên. Ở đây thì mình kê máy giặt phơi đồ là tha hồ quý vị nhé. Khu vực đây thì được chủ nhà lợp tôn sáng, còn từ đây vào là lợp ngói quý vị này, lợp ngói Thái ở đây quý vị nhé. Khu vực này kê máy giặt phơi đồ là tuyệt vời. Đây có khu vực kho kê máy giặt phơi đồ. Và đây là cái phòng thờ quý vị này. Phòng thờ rộng rãi khu vực này quý vị nhé. Đây là phòng thờ này. Một căn nhà góc hai mặt tiền, ngang 5, sâu 16 mét. Đang được chào bán với giá 5 tỷ 250 triệu đồng, vẫn còn bớt. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.